Alo, thế dưới các cháu có bán đồ ăn gì không? Cái gì? Cái khách sạn mà không có bán đồ ăn á? Ôi giời. Hả? Thì mua ngoài thì tôi gọi các anh các chị làm gì? Ôi giời. Méo hết cả ruột. Hôm nay là phải chiều anh nhá. Anh cũng thế nhá. Các cháu ơi, thì quanh đây có bán đồ ăn gì không? Bà ơi, đây là khách sạn chứ không phải nhà hàng đâu ạ. Thế khách sạn không bán đồ ăn thì bán cái đồ gì? Thế ông lâu rồi lại để bà như thế này. Bà phải bảo ông đi mua cho chứ. Thế bà, đây tại sao bà lại khóc ạ? Ôi giời ơi. Đây này. Thế cứ ở khách sạn gì thì bán cái mì cay xé lưỡi này cho nhà người ta. Tụi trẻ bây giờ thích ăn mì này bà ạ. Với lại khách sạn kiểu này không mấy khi có người già đến ở. Có mỗi cái chỗ trốn thôi mà cũng phân biệt đối xử. Thế thì già thì không được ở khách sạn à? À, cháu không có ý đấy. À, bà ơi, cháu đã mua đầy đủ tất cả những thứ bà dặn rồi này. Bà ơi, bà xem có thiếu cái gì không ạ? Đây, trong này nữa. Thơm không bà? Ôi trời. Úi dồi, bánh mì này, chuối tiêu này thì úi dồi nhiều thứ quá. Xào với cam nữa. À, hoa quả nữa à? Vâng ạ. Úi dồi, thế con này chỉ nhớ giỏi thật đấy. Bà dặn có một lèo như thế mà nó nhớ hết tất cả, mới giỏi, mới tài chứ nhỉ. Bà ơi, cả nhà có biết bà ở đây không ạ? Biết thì hỏng hết bánh kẹo à. Bà sợ chúng nó mò ra, cho nên bà phải trốn vào với cái sạn này đấy. Anh Phan chắc lo lắm đấy ạ. Kệ cái thằng Phan, mà cả cái thằng Phúc, thằng bố nó nữa. Lần này á, ba phải cho chúng nó biết tay, biết thế nào là lễ độ. Dám dối trá với bà. À mà Linh này, thỉnh thoảng qua đây chơi với bà nhá, rồi mua đồ ăn giúp bà nhá. Bà ăn đơn giản lắm. Ví dụ như là cháo miến phở bún rồi trứng gà trứng vịt. Đấy, đại loại như thế, đơn giản. Dạ, cháu mua đồ ăn cho bà, sang chơi với bà cháu không ngại. Nhưng mà không có thông tin gì của bà. Khéo bác Phúc và anh Phan mất ăn mất ngủ đấy bà. Kệ sang chúng nó. Mà cháu đừng cho cái thằng Phan nó biết nhá. Vâng ạ, cháu nhớ rồi ạ. Úi dù, cái kiểu vâng của cháu như thế à, bà không tin được. Bây giờ cháu phải thề, mà thề thật độc vào. Kiểu như là nếu mà cháu tiết lộ chỗ ở của bà cho người khác biết thì cả đời cháu sẽ bị ế. Ế thật sự ấy. Cháu thề như thế thì bà mới tin. Nào, cháu thề đi. Nào. Cháu thề, cháu hứa. Ừ, như thế là bà tin con rồi nhá. Nhưng mà bà ơi, còn bác Phúc với anh Phan. Kệ cái thằng Phúc. Bây giờ nó có cần gì đến cái thân già này đâu. Bà đi rồi đấy. Tha hồ nó rước vợ nó về. Bọn này. Có gì đây? Cái thứ nhất, khi nói chuyện với người nhớn, cháu không được ăn nói trống không như thế nhá. Cái thứ hai, đêm hôm khuya khoắt rồi, mở nhạc nhỏ nhỏ bé bé thôi, đừng làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, nghe chưa? Bà ơi, đây là khách sạn, cháu bỏ tiền ra thuê, chủ họ chả nói gì thì thôi, mà bà muốn yên tĩnh thì bà về nhà, còn không thì vào viện dưỡng lão. Chả hiểu già thế còn đến đây làm gì nữa. Có chuyện gì thế anh? À, có bà nhắc trật tự mà. À, thế ban sáng bà thấy cái cô này đi với à, thì còn cái cậu này thì chắc ra bà sao? Nhầm cháu với ai nữa bà ơi. Thôi mình vào đi anh, mình vào đi. Thôi đi. Bà buồn quá. Mày đến với bà sớm nhé. Tối ngủ lại với bà càng tốt.
Bà cố gắng ngủ đi ạ. Sáng mai cháu qua đón bà đi ăn sáng, rồi cháu đưa bà về nhé. Bà ơi, cháu đây ạ. Linh đây hả? Này, bà không về đâu. Bà chỉ cần cháu đến với bà là được. Mà này, nhớ đừng nói cho bọn nó là bà ở đây chứ. Dạ vâng ạ. Bà nhớ ngủ sớm mà nhá. Ừ thôi, thôi con ngủ đi. Bà cũng ngủ đây. Mà có ngủ được đâu cơ chứ.